chú mèo mướt. Này các bạn ơi, chú mèo mướt cho mình nghỉ. Ngủ cái kiểu gì thế này, tay thì quẹo xuống này. Ôi trời, ngủ rất là ngon, rất là say. Không biết hôm qua làm gì mà hôm nay ngủ ác thế nhỉ? Hôm qua đi bắt chuột ở đâu mà hôm nay ngủ ác thế? Đấy, mình vuốt đây thế này mà cũng không dậy luôn. Ngủ rất là say luôn đấy. Ê, hôm qua đi đâu mà về ngủ say thế? Hả? Ê. Hai. Ngủ không động vào mà cũng không dậy luôn. Hai. Ê, hôm qua đi đâu đấy? Hôm qua đâu giờ ngủ say thế? Hả? À, dậy rồi. Hôm qua đi đâu? Đi đâu mà giờ còn ngủ? Ngủ say thế, lại ngủ nữa. Sao ẻo oải thế? Ơi giời ơi, buồn ngủ quá. Thế thôi để cho ngủ nha.